Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, kể từ ngày 5 tháng 8 tới đây, Cảnh sát Giao thông sẽ được phép dừng xe đang lưu thông để thực hiện việc tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ với 4 trường hợp sau đây. Theo đó, Cảnh sát Giao thông có quyền dừng các phương tiện đang lưu thông trong các trường hợp như trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện thiết bị kỹ thuật để phát hiện và ghi được những hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và hành vi vi phạm pháp luật khác. Hai, đó là thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm tra, kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ba là có văn bản đề nghị của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, cơ quan điều tra, văn bản đề nghị cơ quan chức năng liên quan về việc được phép dừng phương tiện lưu thông để kiểm soát phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông cũng có quyền dừng xe nếu như có phản ánh tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện giao thông đường bộ. Khi dừng và kiểm soát tại một điểm, tại trạm cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng đặt rào chắn bằng các cọc tiêu hình chóp hoặc bằng dây căn dọc chiều theo đường ở phần hoặc là làn đường sát lề đường hoặc vỉa hè để hình thành các khu vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo quy định của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Vâng, và ông Hoàng bị khởi tố do có vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến khu đất vàng số 2, số 4, số 6, Hai Bà Trưng, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh của Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn, Sapeco. Khu đất số 2, 4, 6, Hai Bà Trưng có diện tích hơn 6.000 m2, được biết đến với vị trí đắc địa tại trung tâm quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, với bốn mặt tiền đường Hai Bà Trưng, Đông Du, Thi Sách và công trường Mê Linh, cạnh bên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ban đầu, khu đất này được cơ quan chức năng có chủ trương xây dựng trụ sở văn phòng Sapeco làm trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng. Tuy nhiên, khi mà khu đất sau đó lại được chuyển sang cho công ty Sapeco Parent, tức là doanh nghiệp có cổ phần của Sapeco. Cơ quan chức năng xác định khu đất số 2, 4, 6, Hai Bà Trưng có vị trí đắc địa, song những người có trách nhiệm thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ định cho thuê đất không qua đấu giá gây thiệt hại cho nhà nước. Thưa quý vị, ông Vũ Huy Hoàng là Bộ trưởng Bộ Công Thương, giai đoạn từ năm 2011 cho đến năm 2016. Sau khi nghỉ hưu từ cuối năm 2016 và đầu năm 2017, Ban Bí thư và Chính phủ đã quyết định kỷ luật xóa tư cách Bộ trưởng Bộ Công Thương của ông Hoàng do có nhiều sai phạm. Vâng, các sai phạm của ông Hoàng được xác định là thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, điều động ông Vũ Quang Hải tham gia hội đồng quản trị Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sapeco để bầu làm thành viên hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc Sapeco. Vi phạm quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều lệ mà đảng viên không được làm và quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, vi phạm luật phòng chống tham nhũng gây bức xúc trong xã hội. Xin được tiếp tục với bản tin. Vào chiều nay 11 tháng 7, Cổng thông tin điện tử từ Bộ Công an đã đưa tin việc khởi tố 5 bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sagi. Và trong đó thì ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm di rời khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét đối với các đối tượng trên. Quyết định khởi tố Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến, 55 tuổi, về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự 2015, được phê chuẩn tối ngày hôm qua. Ông Tuyến được tại ngoại điều tra về những sai phạm liên quan đến các vụ án xảy ra tại Sagri. Tổ công tác thuộc Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao khám xét nhà ông Trần Vĩnh Tuyến tại chung cư cao cấp The Manor và nơi ở của nhiều người khác sau khi khởi tố. Bị cáo buộc cùng hành vi, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố, bắt giam cho tại ngoại ông Trần Trọng Tuấn, 51 tuổi, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phan Trường Sơn, 53 tuổi, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc; Trần Quốc Đạt, 57 tuổi, Phó Phòng Phát triển và Thị trường Bất động sản; Lê Tấn Hòa, 43 tuổi, chuyên viên Sở Xây dựng. Được biết rằng sáng ngày hôm nay, ông Tuyến vẫn tham dự ngày làm việc cuối cùng
của kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 10 giờ trong giờ giải lao, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế của thành phố vẫn trao đổi với các đại biểu và hiện Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác của ông Tuyến trong 90 ngày. Vâng, các đối tượng bị khởi tố đều liên quan đến những sai phạm tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Trước đó, ngày 8 tháng 7 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam ông Vân Trọng Dũng, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn và Nguyễn Thị Thúy, cựu kế toán trưởng Sacri để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tình hình mưa lũ ở Trung Quốc tiếp tục có diễn biến phức tạp. Mưa lớn ở nhiều thành phố ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam gây ra lũ lụt trên diện rộng. Thành phố Vũ Di Sơn thuộc tỉnh Phúc Kiến đã phải đưa ra mức cảnh báo cao nhất về mưa lớn. Lượng mưa đo được là trên 100mm, gây ngập úng nghiêm trọng. Nhiều con đê bị vỡ và dự báo mưa nhiều sẽ tiếp tục trong những ngày tới và mực nước ở các dòng sông tại Trung Quốc sẽ còn dâng cao. Trong đó, Hoài Hà là con sông lớn thứ ba của Trung Quốc có khả năng gây ngập lụt diện rộng. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc ngày hôm qua đã yêu cầu các địa phương nằm trong lưu vực sông Hoài khẩn trương tổ chức lực lượng chống lũ, sẵn sàng phản ứng khẩn cấp. Mực nước tại các nhánh sông có thể chạm gần hoặc vượt mức báo động. Với chiều dài hơn 1.000 km, cùng lưu vực rộng hơn 170.000 km2, Hoài Hà là con sông lớn thứ ba của Trung Quốc sau sông Trường Giang và Hoàng Hà. Mưa lớn có thể trút xuống các tỉnh phía đông nam như An Huy, Giang Tô từ ngày mai đến ngày 14 tháng 7. Lượng mưa đo được có thể lên tới là 200-300mm, gây nguy cơ lũ lụt trên diện rộng. Mực nước trên dòng sông chính của sông Trường Giang và một số nhánh phụ cũng sẽ tăng đáng kể trong đợt mưa sắp tới. Trước những thông tin cho rằng vụ cháy kho hóa chất ở cảng Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ ảnh hưởng đến khu dân cư, mới đây trao đổi với báo chí, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết chất lượng không khí khu vực cảng Đức Giang những ngày qua đã ở mức cho phép và ít tác động đến sức khỏe người dân. Theo kết quả quan trắc mới nhất của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, hàm lượng các thông số trong môi trường không khí xung quanh đều đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép. Tuy nhiên, hàm lượng chất toluen, đó là một hợp chất làm dung môi hòa tan vật liệu như sơn, mực in, vẫn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép và đang có xu thế giảm sau khi được các cơ quan chuyên môn xử lý phun tiêu độc. Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ đôn đốc công ty Cường Việt có phương án che phủ toàn bộ khu vực cháy, bảo đảm không để tro xỉ hóa chất tiếp xúc với nước mưa và tránh phát tán bụi tro xỉ hóa chất ra môi trường. Đồng thời cách ly, thu gom nước ứ động và chuyển cho đơn vị chức năng xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường kép. Thưa quý vị, Hà Nội sẽ phối hợp với các doanh nghiệp vận tải xe buýt khảo sát toàn diện về sản lượng hành khách có cơ sở báo cáo thành phố điều chỉnh về kế hoạch về sản lượng và doanh thu để trợ giá. Trước đó đã xuất hiện tình trạng doanh nghiệp dọa tạm dừng phục vụ hành khách do công cộng chưa được xem xét điều chỉnh thu trợ giá. Lo ngại về vấn đề này gây hiệu ứng đối với các doanh nghiệp vận tải xe buýt khác. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị cho biết sẽ tiến hành khảo sát toàn diện để có báo cáo, đánh giá. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố có phương án kịp thời để điều chỉnh và hỗ trợ. Từ cuối năm 2019 và nửa đầu năm 2020, mạng lưới xe buýt Hà Nội có sự sụt giảm về sản lượng và doanh thu, một phần do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, nguyên nhân chính là do thành phố đang thực hiện chính sách miễn phí cho người cao tuổi và hộ nghèo trên 330.000 thẻ miễn phí đã được cấp. Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc bổ sung hai tuyến quốc lộ 8C và quốc lộ 281 vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan đưa quốc lộ 8C, quốc lộ 281 vào quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch và quy hoạch pháp luật có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ. Tuyến quốc lộ 8C với điểm đầu thuộc thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, điểm cuối tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, tổng chiều dài là 101,1 km. Tuyến quốc lộ 281, điểm đầu tại huyện Lộc Hà, điểm cuối giao với quốc lộ 8 tại km 53 950 thuộc thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, với chiều dài 99,7 km, được Bộ Giao thông Vận tải nâng từ các tuyến địa phương lên thành quốc lộ.
Thưa quý vị, sau khi dịch COVID-19 tràn qua, cũng là lúc tuyến đường sắt Yên Viên Hà Nội đi Hạ Long tỉnh Quảng Ninh bị ngừng hoạt động, khiến cuộc sống của người dân cũng như nhân viên ga Hạ Long bị đảo lộn. Và cũng chỉ trong chưa đầy 3 tháng qua, ga đường sắt được đầu tư cả nghìn tỷ đồng hiện đã và đang bị bỏ hoang, gây lãng phí, hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Ga Hạ Long hơn 3 tháng qua không có tàu vận hành, khai thác. Trước khu vực ga, một cảnh tượng nhếch nhác, bẩn thỉu. Khu vực nhà ga bị biến thành điểm tập kết, hàng hóa và trông giữ xe không phép. Hạ tầng ngày càng bị xuống cấp nghiêm trọng. Trong khu vực sân ga, dù tàu không hoạt động, nhưng hoạt động buôn bán, giao thương hàng hóa lại rất sôi động như một cái chợ. Xảy ra tình trạng này, theo phản ánh của người dân, là do trước đây tàu vận hành chủ yếu phục vụ dân sinh, giao thương hàng hóa. Nay tàu ngừng chạy, theo thói quen, người dân vẫn phải vào sân ga để buôn bán, giữ mối hàng. Nguyện vọng của người dân đó là tàu hoạt động trở lại, phục vụ nhu cầu dân sinh. Từ ngày mà cắt tàu COVID rồi, bà con toàn vận chuyển bằng xe máy thôi. Bây giờ bà con muốn để tàu chạy lại để bà con đi lại cho nó phương tiện cho nó được ấy thôi, chứ bà con đi xe máy rồi đường xá xa xôi cũng vất vả lắm. Vâng. Đây để đi xuống đây từ ông Bí xuống đây nay giao xuống đây chỉ đủ giao cho các chợ ở đây mối hàng người ta ra nhà ta lấy thôi. Khách đi tàu quay là mấy chục năm nay rồi, nhưng bây giờ trong thời gian COVID thì tàu cũng đã cắt thời gian quá dài, nên là hành khách chúng tôi là cũng muốn là có tàu duy trì chạy lại để cho hành khách chúng tôi đi với tàu, chứ bây giờ đi đường bộ đến thật sự nói là an toàn là không được an toàn. Chúng tôi mong mỏi là có tàu để chúng tôi quay về chúng tôi đi tàu, chứ đi này nó thật sự là rẻ hơn cước phí đi tàu một chút đấy, nhưng mà nó thật cái an toàn nó không có. Đấy, nói thật như thế, người dân cũng muốn có tàu trở lại để cho hành khách người ta đi cho nó yên tâm hơn một chút. Ngày nắng còn ngày mưa, đấy, muốn là muốn như thế. Ga Hạ Long xác nhận, trước khi xảy ra dịch COVID-19, mỗi ngày ga đón một chuyến tàu, phục vụ nhu cầu giao thương hàng hóa. Nhưng sau khi xảy ra dịch bệnh, thì tàu ngừng chạy, khiến hoạt động buôn bán của người dân gặp khó khăn. Để duy trì khách hàng đi tàu, thời gian qua, ga buộc phải tạo điều kiện cho người dân vận chuyển hàng hóa vào trong sân ga để kinh doanh, buôn bán. Trong cái năm 2020, thì từ đầu năm thì chúng tôi vẫn tổ chức chạy tàu bình thường, tức là mỗi một ngày là một đôi tàu mang mác hiệu là 51501 và 51502. Tức là từ xuất phát từ ga Yên Viên xuống đến ga Hạ Long sẽ là ga cuối, và chúng tôi sẽ tổ chức giải thể và lập lại cái tàu 51502 để chạy về Yên Viên. Thế thì là do cái tình hình là dịch COVID-19, cho nên là từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 là công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội là đã dừng không chạy cái chuyến tàu này theo chỉ đạo của chính phủ về cái công tác phòng chống dịch. Và đến thời điểm này thì cái đôi tàu này là cũng chưa có kế hoạch chạy lại, và chúng tôi cũng chưa nắm được cái kế hoạch chạy lại của đôi tàu này như thế nào. Cách đây hơn 5 năm, ga Hạ Long và ga Cái Lân được đầu tư với tổng mức gần 2.000 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ là điểm vận chuyển hàng hóa lớn nhất Bắc Bộ. Nhưng cũng từ ngày đưa vào khai thác tới nay, dự án đầu tư đã không phát huy hiệu quả, gây lãng phí nghiêm trọng. Đáng nói hơn, hiện mỗi ngày, ngành đường sắt không còn duy trì tàu khách chở hàng, thì sự lãng phí càng nhìn thấy rõ. Như vậy, không chỉ đối với SIM rác, cuộc chiến với cuộc gọi rác đã bắt đầu. Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông kết hợp thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng để xác định hành vi phát tán cuộc gọi rác quấy rối người sử dụng. Trong giải pháp triển khai lần này, để đạt hiệu quả rất cần sự chung tay của người dùng. Điều này được thực hiện thông qua việc trả lời câu hỏi nhằm xác định đâu là cuộc gọi rác. Đây là cuộc gọi từ công ty A, quảng cáo lĩnh vực bất động sản. Quý khách vui lòng cân nhắc trước khi nhấc máy. Thông báo, cuộc gọi từ số 0985-094-729 có phải quảng cáo làm phiền quý khách không? Vui lòng chọn. Có. Không. Những nội dung tin nhắn như thế này sẽ được nhà mạng gửi đến cho người dùng khi nghi ngờ có hành vi bất thường về cuộc gọi. Đây là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng để nhà mạng xác định chính xác một thuê bao có phải là nguồn phát tán cuộc gọi rác hay không. Những thuê bao mà bị xác định là phát tán cuộc gọi rác sẽ bị nhà mạng chặn chiều gọi đi đối với giao nội mạng và chặn chiều gọi đến liên mạng.
Trường hợp này thì các thuê bao sẽ nhận được thông báo từ nhà mạng qua tin nhắn. Trường hợp mà khi khách hàng nhận được tin nhắn là bị chặn cuộc gọi như vậy thì khách hàng có thể liên hệ với trung tâm số khách hàng của nhà mạng của mình để được phản ánh nếu cho trường hợp bị chặn sai. Theo Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông, tỷ lệ khách hàng phản hồi tin nhắn USSD của nhà mạng để xác thực sau khi nhận cuộc gọi nghi ngờ của gọi rác rất thấp. Trong khi đó, chất lượng và hiệu quả của giải pháp ngăn chặn của gọi rác phụ thuộc nhiều vào tỷ lệ phản hồi của khách hàng. Do vậy, để việc ngăn chặn của gọi rác có hiệu quả, người dùng nên hỗ trợ nhà mạng thông qua việc phản hồi ý kiến của mình sau mỗi cuộc gọi từ số lạ. Theo đúng điều 10 của luật bảo vệ người tiêu dùng, thì một cái hành vi được coi là phản ánh gọi rác nếu như có từ hai phản ánh khiếu nại về vấn đề là thực hiện các việc tiếp thị hay là các việc quảng cáo mà gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng, đến việc pháp lý. Việc thứ hai là về mặt kỹ thuật cũng giúp cho nhà mạng xác định chính xác được các cuộc phản ánh rác mà không phải là các cái nội dung của gọi khác, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Hiện nay Việt Nam có gần 130 triệu thuê bao di động trên tổng số 96 triệu dân. Như vậy, trung bình mỗi người dân sở hữu 1,3 thuê bao di động. Qua các cuộc gọi rác, người dân hết bị làm phiền. Chính sách này nhận được đồng tình của không ít người dùng tại Việt Nam. Gọi rác ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, đời sống hàng ngày. Tôi nghĩ là cái điều này là điều thiết thực các nhà mạng, bản thân người tiêu dùng nên là cuộc sống của trẻ với nhau. Nếu tôi nhận được những cái cuộc gọi hoặc tin nhắn của rác nó đến máy của mình, tôi sẽ sẵn sàng nhắn báo cho nhà mạng biết. Xử lý căn bản các loại rác viễn thông, phát triển hạ tầng, thiết bị 5G, tiến tới thương mại hóa công nghệ này ngay trong năm 2020 là những mục tiêu lớn của ngành thông tin và truyền thông trong nửa cuối năm 2020. Do vậy, việc dọn rác viễn thông cũng sẽ mở đường cho những dịch vụ viễn thông mới như Mobile Money, tức dịch vụ sử dụng tài khoản viễn thông để thanh toán giá trị thấp. Quý vị, ngoài sim rác, cuộc gọi lừa đảo thì cuộc gọi rác cũng bị xếp trong nhóm rác viễn thông, sẽ được xử lý một cách căn bản vào cuối năm nay. Đây là khẳng định của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm mới đây về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Vâng, có thể thấy là ngoài các biện pháp, chúng ta vừa hạn chế được hệ lụy gây phiền nhiễu người dùng bằng kỹ thuật, bằng truyền thông thì cơ quan quản lý cũng sẽ tiến hành nhiều hoạt động thanh kiểm tra trên diện rộng, thậm chí là sẽ chấn chỉnh các lãnh đạo doanh nghiệp viễn thông nếu vẫn còn tiếp diễn tình trạng rác viễn thông gây bất ổn cho người dùng, xã hội như trong thời gian vừa qua. Và để hiểu rõ hơn thì phóng viên Thời sự tối đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Minh Cường, là Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Trước hết thì cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Thưa ông, là với rất là nhiều những cái phản ánh của người dân, cái vấn đề là cuộc gọi rác nó đang là một cái mà gây cho rất nhiều phiền toái cho người dùng. Vậy thì Cục Viễn thông nắm về vấn đề này như thế nào rồi ạ? Đây là cuộc gọi rác, nó là một vấn nạn của lĩnh vực viễn thông nói chung mà cũng không phải chỉ có riêng Việt Nam. Cuộc gọi rác thì trên thế giới cũng xảy ra rất là nhiều. Ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn thì có mỗi năm có đến hàng tỷ những cuộc gọi rác. Ở Việt Nam thì thật ra cái mức độ mà cuộc gọi rác thì nó chưa phổ biến như là ở các nước phát triển khác. Tuy nhiên thì ở đây nó cũng là một vấn nạn. Tại cuộc sơ kết hoạt động của Bộ Thông tin Truyền thông 6 tháng năm 2020 thì cũng đã chỉ ra là cái vấn đề mà xử lý vấn đề của rác viễn thông sẽ là một trong những cái mục tiêu quan trọng và phải cơ bản là hoàn thành. Vậy thì cái sự hoàn thành này nó sẽ được thể hiện như thế nào trong năm 2020 này thưa ông? Về sim rác thì đúng là một cái vấn đề mà nó cũng tồn tại lâu nay. Các doanh nghiệp thì cũng đang có cái thỏa thuận với nhau để triển khai các biện pháp mạnh như là rà soát hạn chế lại cái hệ thống kênh phân phối của mình. Ví dụ như các doanh nghiệp cũng có công bố rằng là họ sẽ không phát triển các cái kênh qua các cái đại lý ủy quyền nữa. Thế đối với cả thư rác và tin nhắn rác thì như tôi nói là Bộ Thông tin Truyền thông cũng đang xin ý kiến rộng rãi về cái việc sửa đổi các cái nghị định 90 và nghị định 77 để xử lý thư rác và tin nhắn rác. Đối với cuộc gọi rác, Bộ Thông tin Truyền thông cùng Viễn thông thì cũng vừa rồi cũng có chỉ đạo các doanh nghiệp là áp dụng các cái biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn cái cuộc gọi giả mạo. Cuộc gọi mà giả mạo số, giả mạo những các cái số ở Việt Nam nhưng lại gọi từ nước ngoài vào. Đấy, thì hiện nay là các doanh nghiệp thì cũng đã hợp tác cùng với cục Viễn thông để chặn được có lẽ là cũng lên đến khoảng độ 99% các cái cuộc gọi giả mạo đấy rồi. Thì các doanh nghiệp trong nửa cuối của năm 2020 này phải phối hợp với nhau, phối hợp cùng cục Viễn thông để xử lý nốt. Có nhiều ý kiến cho rằng là để mà xử lý được cái vấn đề cuộc gọi rác hay cũng như là sim rác trước đó thì
một cái nguyên nhân mấu chốt đây chính là làm sao mà cái doanh nghiệp viễn thông phải biết hy sinh cái lợi ích của mình và vào cuộc một cách quyết liệt thật sự. Vậy thì Cục Viễn thông sẽ có một cái cơ chế giám sát cũng như là có những cái đề xuất để tăng nặng cái hình thức nếu như nhà mạng vẫn tiếp tục sai phạm và cái vấn đề này nó vẫn lại tái diễn giống như là sim giác, câu chuyện nó biết rồi còn lắm đó mãi như thế nào? Thứ nhất là các doanh nghiệp viễn thông hiện nay họ cũng đã nhìn ra được cái vấn đề là cái vấn nạn, ví dụ như sim giác này chẳng hạn, thì nó cũng là những cái mà cản trở cái việc mà họ chuyển mình theo những các cái dịch vụ số trong tương lai. Thế do đó thì bản thân doanh nghiệp bây giờ cũng thấy được rằng là phải mạnh tay hơn ngăn chặn những cái rác viễn thông. Thứ hai nữa là Bộ Thông tin Truyền thông thì trong thời gian vừa rồi thì cũng đã xây dựng cái hệ thống kết nối các cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp. Chúng tôi cũng áp dụng những các cái thuật toán phân tích dữ liệu để có những cảnh báo với cả các doanh nghiệp nếu như mà có cái dấu hiệu là kích hoạt sai quy định. Thứ ba nữa là Bộ Thông tin Truyền thông thì trong thời gian vừa rồi thì tiến hành các cái biện pháp thanh tra kiểm tra rất mạnh tay. Vâng, một lần nữa thì cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Câu chuyện sim giác như một điệp khúc, khổ lắm, nói mãi, đúng không ạ? Chúng tôi đã rất nhiều lần đề cập đến câu chuyện này, nhưng có một thực tế là hiệu quả của hàng loạt các giải pháp được đặt ra vẫn chưa thực sự hiện hữu. Để dọn cuộc gọi rác cũng như là sim giác thì cần có quy định rõ ràng về trách nhiệm của nhà mạng và chế tài xử phạt nặng. Lý do vấn nạn rác viễn thông vẫn tồn tại nhiều năm nay chưa xử lý triệt để được do liên quan đến doanh thu và lợi nhuận của nhà mạng. Vâng, và bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần phải làm rõ quyền của người tiêu dùng trong trường hợp này là như thế nào khi mà họ bị tấn công hay là bị làm phiền quá nhiều bằng sim rác hay là các cuộc gọi rác, như là họ có thể khởi kiện hoặc là dẫn đến đền bù thiệt hại. Và chỉ khi đó thì những đối tượng phát tán mới thực sự sợ và nhà mạng thì mới quyết tâm làm chặt hơn, xử lý mạnh mẽ vấn nạn này. Xin được nhắc lại một lần nữa là từ tháng 7 này thì các thuê bao bị xác định là nguồn phát tán cuộc gọi rác sẽ bị nhà mạng khóa chiều gọi đi, tức nội mạng, lẫn chiều gọi đến là liên mạng. Chúng ta cùng hy vọng với những hành động mạnh tay hơn nữa trong thời gian tới thì sim rác sẽ không còn là một vấn nạn đến hẹn lại lên, hay đây là một câu chuyện bắt cóc bỏ đĩa.